Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số hình ảnh về tuyến đường từ huyện Định Quán về huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai trên quốc lộ 20. Quốc lộ 20 là tuyến đường quốc lộ dài 264 km đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng. Được xây dựng vào năm 1920 và khánh thành vào năm 1933, quốc lộ 20 có nhiều đèo dốc, trong đó có đèo Bảo Lộc và đèo Mimosa. Nó là một cung đường đi qua có nhiều địa hình nhất, bao gồm đồng bằng, bình nguyên, bình sơn nguyên cao nguyên thấp, cao nguyên với độ cao từ 100m, 1500m. Quốc lộ 20 bắt đầu từ ngã ba Dầu Dây, thuộc thị trấn Dầu Dây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, nơi giao với quốc lộ 1 và kết thúc tại ngã ba Đơn Dương, thuộc thị trấn Đờ Gian, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, nơi giao với quốc lộ 27. Từ huyện Định Quán về huyện Tân Phú là từ km số 17 đến km 55. Quốc lộ 20 là tuyến đường giao thông chính từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt và ngược lại. Đây là một trong những tuyến đường khá năng động có lưu lượng giao thông tương đối cao. Khách du lịch và hàng hóa là hai loại hình vận chuyển chính trên tuyến này. Trong đó, lưu lượng khách du lịch chủ yếu là từ thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác di chuyển đến thành phố Đà Lạt. Ngược lại, từ Đà Lạt hàng hóa được vận chuyển qua quốc lộ 20 chủ yếu là rau củ, nông sản của thành phố đi cung cấp đến các nơi khác. Từ 22 giờ đến 5 giờ sáng, lượng xe lưu thông trên quốc lộ 20 chủ yếu là xe chở hành khách và xe chở rau củ. Vào các dịp lễ Tết hoặc mùa cao điểm du lịch, tuyến đường vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe do lượng du khách đột biến đổ về hướng thành phố Đà Lạt trước lễ và trở về sau kỳ nghỉ lễ. Sau đây là một số hình ảnh được cập nhật mới nhất trên kênh Nguyễn Hải Âu Official. Mời quý vị và các bạn theo dõi video nha! Ngày mới em xin mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trên kênh Nguyễn Hải Âu Official. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2020. Hiện tại thì em đang có mặt trên quốc lộ 20 cô chú anh chị. Đây quốc lộ 20. Ở đây ấp 5, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Đây là gần tới chợ Định Quán rồi cô chú anh chị. Đây có mặt quốc lộ 20 này, chia sẻ với cô chú anh chị các bạn một số hình ảnh về cái tuyến quốc lộ từ quốc lộ 20 về cái hướng đi Đà Lạt nha cô chú anh chị. Hôm nay có dịp em đi trên đường này, sẵn quay chia sẻ với cô chú anh chị các bạn. Đây vào lúc này là khoảng 9:30 sáng rồi cô chú anh chị. Cái hướng này là cái hướng mặt trời mọc lên nè, mà sáng giờ trời cũng âm u, nó cũng không có được không trời không có nắng luôn chú gì ơi, trời mát vậy đó. Đây trên đây toàn là đèo dốc cũng nhiều. Đây tốc độ đang đi là đang 45 cây số trên giờ. Đây cách chợ Định Quán là khoảng 5 km. Đây có ngôi chùa cũng lớn nằm ở khu vực này, chùa Thiên Tịnh, phía bên đây phía bên phải thì chùa Phước Lộc. Cái đường này hướng về Đà Lạt nó cũng xuống cấp nhiều với chú chị, gồ ghề. Có nhiều khu đường nó gồ ghề lắm luôn á, nó không được bằng phẳng lắm. Lâu rồi không có đi về con đường này, từ cái hôm dịch tới giờ. Hôm nay đi quay lại chia sẻ với các chú anh chị các bạn. Đây mình đổ dốc xuống nè, đổ dốc xuống rồi xíu tới đá Ba Chồng rồi tới chợ Định Quán. Đây đường dốc này, con đường này là giao thông có khi nó hay cũng hay đứng nó bán tốc độ lắm nè. Đây về huyện Tân Phú còn khoảng 15 km nữa.
trời này âm u u thế này, không biết hình ảnh lên có nét không. Đây phía bên tay trái thấy ta đang đào đường, chắc cái này nới rộng lộ ra, với lại chắc làm cống thoát nước quá. Đây, hết độ dốc. Đây phim trước mặt xa xa là đá Ba Chồng nổi tiếng ở Định Quán. Ở khu vực này hai bên đường người ta bán đồ ăn sáng với nước uống rất là nhiều. Giờ này 9:30 sáng rồi, chắc cũng gần tan chợ hết rồi. Bà con người ta đi làm, đường xá nó cũng hơi vắng rồi đó cô chú chị. Đi chậm chậm để quay cho cô chú anh chị xem hình ảnh ở khu vực gần cái chợ Định Quán nha, gần cái đá Ba Chồng nè. Đường xá ở đây sao nó gồ ghề quá, chảy nó không được bằng phẳng, chạy nó cứ rung 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 á. Đây có một cái ngôi chùa cổ ở ở đá Ba Chồng. Đây đá Ba Chồng đây cô chú chị. Thì ở dưới chân tường đá thì ta có làm cái miếu, lập cái miếu người ta thờ. Đây có một cái chốt cổ hồi xưa, chắc là thời Pháp tới giờ không? Đây là chỗ điện lực Định Quán nè, cửa hàng xăng dầu Định Quán đây luôn. Rồi phía bên tay trái là giáo xứ Định Quán. Em có dịp thì em sẽ vào nhà thờ quay chia sẻ với cô chú anh chị bạn. Giáo xứ Định Quán lâu rồi không có ghé vào. Đây là khu vực gần tới chợ Định Quán. Ở đây cách huyện Tân Phú khoảng 13 km nữa. Sáng bà con người ta đi làm, đi chợ. Phía tay trái là chợ Định Quán thôi chú chị. Tay trái là chợ Định Quán. Qua cái đèn xanh đỏ này, mình nếu mà quẹo phải vào là bệnh viện Định Quán. Khu vực chợ thì đông đúc, nhộn nhịp. Thấy mấy hàng ăn uống thì vắng khách lắm cô chú chị. Chỗ bán đồ ăn sáng rồi thấy vắng khách. Mấy cửa hàng kinh doanh thấy có một số chỗ đóng cửa. Giờ năm nay làm ăn kém, tình hình chung. Xe trên đường vô đề. Đây là cái chỗ ngã ba này, nếu ta rẽ vào là vào giáo xứ Gia Canh, vào chùa Phước Quang, rồi vào bệnh viện Định Quán. Đây, mình sẽ đi thẳng đường này nha quý vị.
Ở đây là tổ 3, khu phố Hiệp Quyết, huyện Vũ Quán, Đồng Nai. Đây có trường mầm non lớn ở đây nè, trường mầm non Tuổi Ngọc. Đây trường mầm non Tuổi Ngọc. Bữa nay em về quê chơi, về quê chơi cùng với vợ con, với gia đình về chơi với mấy anh chị. Đây qua chợ Định Quán, cái khu vực này có một cái chợ tạm nè. Đây chợ Phú Lợi của chúng chị. Chợ Phú Lợi. Đây là khu vực chợ Phú Lợi. Đây khu vực đây thì đường xá khang trang hơn khu vực ở phía dưới. Cái kia đường ấy quá, đường gồ ghề quá. Đây khu vực đây xe cộ đông quá, xe cộ đông đúc. Rồi bây giờ trời nắng lên nè quý anh chị. Rồi nắng lên này. Ở đây cách Đà Lạt khoảng 183 cây.